Phó Chủ tịch thành phố Điện Biên Phủ bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tuấn Anh được cho là đã vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến dự án ở cảng hàng không Điện Biên, gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng cho nhà nước. Chiều ngày 22 tháng 9, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên đã họp báo về tiến độ điều tra, làm rõ 5 vụ án, vụ việc đã được Ban chỉ đạo đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đó là các vụ án vi phạm về quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo, vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại thành phố Điện Biên Phủ, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại xã Tòa Tình, huyện Tuần Giáo, xử lý sau thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với công ty cổ phần giống lâm nghiệp Trung ương chi nhánh Điện Biên và hợp tác xã Him Lam. Một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, công chức thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Trong đó, nội dung được dư luận quan tâm là việc cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Điện Biên khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh, 45 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Sáng cùng ngày, cơ quan điều tra thi hành các quyết định, lệnh tố tụng và khám xét nơi làm việc nhà riêng của ông Nguyễn Tuấn Anh. Theo cáo buộc, quá trình được giao nhiệm vụ chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cảng hàng không Điện Biên, ông Nguyễn Tuấn Anh đã chỉ đạo lập ký phê duyệt phương án rồi bồi thường, hỗ trợ đợt 31 và đợt 66 với diện tích đất thu hồi của công ty cổ phần chế biến nông sản Điện Biên. Việc làm trên của ông Tuấn Anh được cho là vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng cho nhà nước. Liên quan đến vụ án, ngày 19 tháng 9, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam các ông Phạm Trung Kiên, Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Điện Biên Phủ, Trần Xuân Mạnh và Bùi Mạnh Cường, hai công chức thuộc phòng này về tội danh nêu trên. Nhà chức trách tỉnh Điện Biên xác định các bị can Phạm Trung Kiên, Trần Xuân Mạnh đã gây thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng, còn bị can Cường gây thiệt hại gần 6,2 tỷ đồng cho nhà nước.